À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải nghe về danh. Xin chào các con, ngày hôm nay thì cô và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về bài toán giảm một số đi một số lần. Bây giờ các con hãy quan sát lên trên bảng của cô kết hợp với sách giáo khoa của mình. Nào, ở đây cô có một bức tranh. Có một gì nào? À, một bác thợ đang làm và hai bạn nhỏ bên này đang nói là gì? Bề dày của mỗi tấm gỗ sau khi xẻ bằng bề dày tấm gỗ ban đầu giảm đi 4 lần. Tấm gỗ thì dài 8cm được xẻ đều thành 4 tấm. Vậy là gì? Ở đây thì bác thợ này đang sử dụng máy và xẻ một tấm gỗ có độ dày 8cm và gì nào? Xẻ đều thành 4 tấm. Thì nhiệm vụ ở đây hai bạn nhỏ sẽ phải tìm xem độ dày của một tấm nhỏ sau khi xẻ là bao nhiêu. Chúng ta hiểu là gì? Bạn nữ nói là tấm gỗ sau khi xẻ sẽ bằng bề dày tấm gỗ ban đầu giảm đi 4 lần vì chia nhỏ thành 4 tấm mà, đúng không? Vậy trong bài toán này, cô sẽ có như sau. Đoạn thẳng AB dài 8cm, đoạn thẳng AB giảm 4 lần thì được độ dài của đoạn thẳng CD. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm? Các con hãy quan sát lên trên này. Trong bài toán này, chúng ta hiểu là gì? Đoạn thẳng AB bằng 8cm, còn đoạn thẳng CD giảm 4 lần so với AB. Bây giờ nhiệm vụ là tính cho cô độ dài của đoạn thẳng CD. Làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện tìm được độ dài đoạn thẳng CD đây? À, thế thì trong bài toán này chúng ta có thể dựa vào một cái hình vẽ minh họa sơ đồ như sau. Cô có đoạn thẳng AB bằng 8cm. Và đoạn thẳng này cô chia nhỏ thành 4 phần đoạn thẳng bằng nhau. Được chưa nào? Vậy thì CD của chúng ta sẽ chỉ chiếm 1 phần đoạn thẳng thôi. Bởi vì đoạn thẳng AB mà giảm đi 4 lần thì ra đoạn thẳng CD. Cho nên nếu AB chiếm 4 phần đoạn thẳng bằng nhau thì CD của chúng ta chỉ có 1 phần đoạn thẳng bằng nhau. Đúng không nào? Và từ cái sơ đồ này thì bạn nữ nói tôi làm phép tính chia như sau. Độ dài đoạn thẳng CD là 8 chia cho 4 bằng 2cm và đáp số là 2cm. Tức là bạn đó đã lấy độ dài của AB chia cho 4 bởi vì CD chỉ chiếm 1 phần, còn AB chiếm 4 phần. Cho nên chúng ta tính độ dài đoạn thẳng CD, chúng ta phải lấy 8 chia cho 4 ra kết quả bằng 2cm. Các con hiểu chưa nào? Từ cái bài toán này, cô rút ra được một cái nhận xét như sau. Đấy là muốn giảm đi một số lần, ta chia số đó cho số lần. Ví dụ, giảm 12 đi 3 lần thì chúng ta sẽ được phép chia 12 chia cho 3 được 4. Hoặc ví dụ 2, giảm 30 đi 6 lần thì chúng ta lấy 30 chia cho 6 bằng 5. Nhớ cho cô trong bài tập này, muốn giảm một số đi một số lần, chúng ta chia số đó cho số lần. Nhớ nha. Bây giờ áp dụng cho cô thực hiện đối với bài tập đầu tiên, bài tập số 1. Đề bài yêu cầu số hỏi chấm. À, tức là nhiệm vụ của các con tìm cho cô các con số thích hợp điền vào 4 dấu hỏi chấm còn thiếu ở trên bảng này. Bảng này của chúng ta có 2 hàng. Hàng đầu tiên, đề bài cho sẵn 5 con số: 24, 16, 20, 32, 36. Hàng số 2, giảm số đã cho đi 4 lần. Ở đây người ta đã cho một con mẫu như sau. Số 24 mà giảm đi 4 lần được 6. Tức là lấy 24 chia cho 4 được 6. Đúng không nào? Thực hiện tương tự cho cô đối với con số thứ 2, 16. Cô có số 16 mà giảm số này đi 4 lần. Tức là chúng mình lấy 16 chia cho 4 và ra kết quả bằng 4, đúng không nào? Vậy cô điền số 4 vào đây. Sau đó cô có số 20 mà giảm đi 4 lần thì chúng mình lấy 20 chia cho 4 được kết quả bằng 5. Số 32 mà giảm đi 4 lần thì 32 chia cho 4 được 8. Vậy cô điền vào dấu hỏi chấm này là số 8, đúng không nào? Cuối cùng,
số 36 mà chia cho 4 được kết quả bằng 9. Và cô viết con số 9 vào đây. Thế là vừa rồi thì chúng ta đã vận dụng quy tắc giảm một số đi một số lần và đã điền rất là chính xác vào bảng này rồi. Sau đây là bài tập số 2. Cho đoạn thẳng AB có độ dài 10cm. Đây là độ dài của đoạn thẳng AB bằng 10cm. Hãy vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần. À, trong cái bài toán này chúng ta biết được là gì? Độ dài đoạn thẳng AB bằng 10cm. Còn đoạn thẳng CD thì sẽ bằng độ dài đoạn thẳng AB giảm đi 5 lần. Tức là chúng ta có thể tính cho cô độ dài của đoạn thẳng CD bằng phép tính lấy 10 chia cho 5. Đúng không nào? Vì ở đây độ dài của đoạn thẳng AB đã giảm đi 5 lần thì ra đoạn thẳng CD. Vậy cô trả lời độ dài đoạn thẳng CD là 10 chia cho 5 bằng 2cm. Và từ đó chúng ta sử dụng thước thẳng của mình có vạch chia theo đơn vị cm. Vẽ cho cô một đoạn thẳng CD độ dài 2cm. Được chưa nào? Là chúng ta đã hoàn thành xong được bài tập số 2. Và sau đây là bài tập tiếp theo của chúng mình, bài tập số 3. Các con hãy quan sát vào bức tranh này. Đề bài cho như sau. Ngày hôm trước, một cửa hàng bán được 18 bộ bàn học thông minh. Đây, chúng ta có một bộ bàn học thông minh, được chưa nào? Ngày hôm sau, số bộ bàn học bán được giảm đi 2 lần so với ngày hôm trước. Hỏi, ngày hôm sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu bộ bàn học thông minh? Nào, bây giờ chúng ta cùng cô phân tích nè. Ở đây cửa hàng bán trong 2 ngày. Ngày đầu thì bán được tổng số bộ bàn học đó là 18. Sau đó người ta cho ngày thứ 2 thì số bộ bàn học bán được lại bị giảm đi 2 lần so với ngày đầu. Vậy bây giờ chúng ta muốn tìm xem ngày hôm sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu bộ bàn học thông minh. Chúng ta sẽ thực hiện cho cô phép tính chia lấy 18 bộ bàn học của ngày hôm trước chia cho 2, đúng không nào? Giảm đi 2 lần. Vậy chúng ta thực hiện phép tính chia, đó là chia cho 2. Thế thì trong cái bài tập số 3, cô sẽ trả lời như sau. Ngày hôm sau, cửa hàng đó bán được số bộ bàn học thông minh là 18 chia cho 2 bằng 9 bộ. Đáp số 9 bộ bàn học. Đấy, thì có phải là trong bài toán này cũng vận dụng quy tắc giảm một số đi một số lần. Đó là cụ thể giảm số 18 đi 2 lần thì được 9 bộ. Đó. Nào, tiếp theo nào, bài tập số 4 của chúng ta như sau. Trong hội chợ sách buổi sáng, một quầy hàng bán được 30 giỏ quà sách. Đây là một giỏ quà sách của chúng ta. Buổi chiều, số giỏ quà sách bán được giảm 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều quầy hàng đó bán được bao nhiêu giỏ quà sách? Nào, trong bài tập này chúng ta biết là gì? À, một quầy hàng thì bán sách trong 2 buổi, đó là buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng thì cửa hàng bán được tổng số giỏ quà là 30. Còn buổi chiều chúng ta biết là số giỏ quà sách bị giảm đi 3 lần so với buổi sáng đã bán. Bây giờ muốn tìm xem buổi chiều quầy hàng đó bán được bao nhiêu, chúng ta lại áp dụng cho cô quy tắc giảm một số đi một số lần. Cụ thể là gì? À, cụ thể là 30 giỏ quà này bị giảm đi 3 lần. Vậy cô sử dụng phép tính chia, lấy 30 chia cho 3. Đúng chưa nào? Thế thì trong cái bài tập này, cô sẽ trình bày như sau. Buổi chiều, quầy hàng đó bán được số giỏ quà sách là 30 chia cho 3 bằng 10 giỏ. Và cô có đáp số là 10 giỏ quà sách. Các con hiểu chưa nào? Nhiệm vụ các con trình bày cho cô bài tập số 4 này vào trong vở theo đúng như các bước cô đã hướng dẫn nhé. Vậy là trong bài học ngày hôm nay thì cô và chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu về quy tắc giảm một số đi một số lần. Về nhà các con ôn tập lại toàn bộ các bài tập trong bài học ngày hôm nay cô đã hướng dẫn, cũng như là cách trình bày và học thuộc cho cô quy tắc này, để gặp những bài toán tương tự thì chúng ta có thể thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng. Hẹn gặp lại các con ở những bài học lần sau nhé. Xin chào. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.